về Tây Phương. Thưa Quốc Dương à, hãy mau ra ngoài đi. Quốc Dương hạ tất phải đau lòng làm gì? Nếu phụ vương ngài còn sống á, thì ông ta sẽ trở thành nỗi lo về ngôi vị của ngài. Chỉ có làm như vậy thì ngôi vua của ngài mới được vững chắc. Ngược lại, chuyện mà tôi lo lắng còn chưa giải quyết được. Các binh lính chúng ta phái đi thì đã thất bại cả rồi. Lần này á, phải cho tôi mượn các binh sĩ tài giỏi hơn nữa. Ngài có nghe thấy gì không hả Quốc Dương? Ngươi hãy mau cút ra. Cái gì? Tất cả đều do ngươi, mà ta đã làm một việc đại tội, không thể tha thứ được. Tất cả đều là tội lỗi của ngươi, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. Quốc Dương lại nói vậy với tôi sao? Hả? Quốc Dương đã quên ơn tôi đối với ngài rồi à? Câm miệng đi. Ngươi hãy nghe đây, từ nay trở đi, ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa. Ngài không thể thiếu tôi được đâu. Im miệng. Bây giờ hãy đi ngay. Cút ngay. Được. Ta không cần sự giúp sức của ngài nữa. Ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, Vua A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ Quốc Dương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tâu Quốc Dương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà. Ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Thưa Quốc Dương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi. Thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Thưa Quốc Dương, thằng biết có một vị tu hành có sức thần thông, thần muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài, ngài thấy như thế nào? À, chúng ta đều biết rằng á, Quốc Dương là người có quyền hành á, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc Dương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu Sa Môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa vời các vị tu hành khác. Cái chết của Quốc Dương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua A Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là y sư Triệu Bà. Triệu Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương à, thật sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm.
cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người, một là xám, cái còn lại là hối. Xám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ có lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành người vẹn toàn được. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ rộng mở. Những lời Khanh nói khi nãy là những lời mà Đấng Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thều thào nói, bất cứ danh y tu hành nào cũng không thể trị lành bệnh cho ngài. Nhưng mà theo thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành bệnh cho ngài. Cho nên, Quốc Dương à, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà, ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để đem đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy xấu hổ quá. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của triều bà đi. Ngươi là ai? Phụ thân của Quốc Dương. Ngài đang ở đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Quốc Dương, ngài hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương, hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương à. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế. Trước lúc đó, ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị quốc vương đó, ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắt thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Ta đã thế nào? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Quốc Dương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục. Ngài đừng lo lắng nữa. Nhưng mà Khanh có biết ánh sáng đó từ đâu bay tới không? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của Quốc Dương đã hồi phục. Thì ra là vậy. Tất cả hãy nghe đây. Khi nào trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triều bà, Khanh cũng qua đây. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân ông có tội, phụ hoàng ông có tội, nhưng mà phụ hoàng ông đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lọt vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ông đã sám hối bừng tỉnh trở lại. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc.
Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để cứu được thân xác của vua A Xà Thế. Lần này giải cứu cả tâm hồn của Quốc Dương. Đề Bà Đạt Đa, đại sư Quốc Dương đã bỏ rơi chúng ta rồi, hướng về Thế Tôn. Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta biết làm sao đây? Yên tâm đi, Quốc Dương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không vậy? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Sao lại như vậy chứ? Không cần phải sợ hãi. Đừng có thô bạo, đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình. Hả? Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Na lại bị thất bại. Người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Đây, các làm sao bây giờ? Hả? Làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Nghe nói vậy con phải làm sao đây hả? Sư phụ à, chúng ta địch không lại bọn họ, bây giờ phải làm sao đây? Thật là đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt da nát tan. Sự việc này à, hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người nước mắt mà nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định người phải chết. Tảng đá sắp rớt rồi, mau núp đi. Thế Tôn hãy cẩn thận, hãy đi. Cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài. Triệu Bà. Dạ. Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không. Dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đề Bà Đạt Đa, các người đã nhìn thấy rõ rồi chưa? Hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi kìa. Cho dù hắn là người như thế nào đi nữa thì cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hãy nghe theo lời của ta. Ngươi dừng tay. Thưa Thế Tôn,
hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Này quốc vương, hãy mau cất kiếm vào đi. Bất kỳ oán hận và hành vi ác nào cũng không thể làm tổn hại được ta. Đề bà Đạt Đa, ông đích thực đã làm việc ác, nhưng mà ông càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người nữa. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu. Chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ông rồi. Các ông đều không được ra tay, có biết không? Hả? 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 Đúng là một con người vĩ đại biết bao. Đây mới chính là thực sự là sư phụ của chúng ta đó. Đi thôi, đi thôi. Sư phụ à, sư phụ, con xin bái ngài làm sư phụ. Các người muốn đi đâu vậy? Đứng lại, đứng lại. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ. Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Như vậy là đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy. Ta không thể thua như vậy. Các người hãy chờ mà coi. Hãy chờ mà coi. Đề Bà Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn vua Asathế cũng giống như Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Kinh Văn, đó là một cuốn sách dùng những lời giáo huấn của Thế Tôn viết thành văn tự. Trước tiên là được viết thành tiếng Ấn Độ, bởi vì sự giáo đạo của Thế Tôn đã từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, cho nên đã được dịch thành tiếng Trung Hoa. Kinh Văn mà bây giờ chúng ta đang nghe, đại đa số là từ Trung Quốc truyền tới Nhật Bản. Do đó, tất cả đều là Hán văn. Chúng ta không dễ gì hiểu được. Nhưng mà nếu như có thể hiểu được ý nghĩa của nó, thì trên thực tế, nội dung của nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì bên trong đã viết về sự đồng cảm của chúng ta, một chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Đồng thời, Kinh Văn không phải viết cho người chết, mà là đã viết vì những người đang sống như chúng ta. Cho nên bây giờ, từ trong những kinh văn vô số đó, hãy chọn ra những kinh văn chúng ta thường nghe được, như Phật nói A Di Đà Kinh để giới thiệu. Câu chuyện Phật điển Cực Lạc Tịnh Thổ, Phật nói A Di Đà Kinh.
Cách đây khoảng 2.500 năm, ở một sơn đồng tại xứ Ấn Độ. Thế Tôn đã từng kể với ta câu chuyện như vậy. Đang đứng ở trước mặt của các đệ tử là đệ tử đa văn bậc nhất của Thế Tôn, Ngài A Nan. A Nan đã nghe được những lời giáo huấn của Thế Tôn và không chút sơ sót đã truyền lại cho chúng ta. Có một lần, Thế Tôn ở Kỳ Viên Tịnh Xá trong Xá Vệ Thành, thủ đô của Câu Bồ La Quốc, đang cùng với 1.250 đệ tử. Tất cả đều là những người đạo cao đức trọng. Vì trưởng lão Xá Lợi Phất đi đầu, Mục Liên và Đại Ca Diếp, còn có Văn Thù Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác. Thế Tôn đã nói với trưởng lão Xá Lợi Phất như thế này: Xá Lợi Phất à, Kinh A Di Đà này ở trong kinh văn rất là hiếm thấy. Trong kinh văn không có người đặt câu hỏi với Thế Tôn. Ngay cả đệ tử Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất cũng chỉ ngồi lặng lặng lắng nghe. Đi về hướng Tây khoảng 10 vạn ức, đó là đất đai của các chư Phật. Nơi đó có một thế giới gọi là Cực Lạc Tịnh Thổ. Ở nơi đó có một vị Phật gọi là A Di Đà Phật. Bây giờ Ngài đang thuyết pháp. Trước tiên Thế Tôn nói Cực Lạc Tịnh Thổ ở Tây Phương. Tại sao lại ở Tây Phương? Bởi vì phương Tây là khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng đi xuống, là nơi chốn vạn vật quy hồi. Nó biểu thị là nơi chốn cuối cùng của chúng ta. Chỉ có phương Tây, vị trí này mới là thích hợp nhất. Tiếp theo Thế Tôn nói Cực Lạc Tịnh Thổ là một nơi phải vượt qua 10 vạn ức các quốc gia của chư Phật. 10 vạn ức là một ý nghĩa vô biên, cho nên không phải là khoảng cách về thực tế. Chúng ta coi như có thể nhìn thấy biểu hiện của một thế giới chân thực là lý tưởng. Cái thế giới chân thực này chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Thế Tôn nói, ở nơi đó có vị Phật danh hiệu là A Di Đà Phật. Một vị Phật cao quý vô lượng. Và còn nói, A Di Đà Phật bây giờ đang thuyết pháp. Hiện tại không những chỉ là nói về thời đại của Thế Tôn, mà cũng là nói tới cái thời đại 2.500 năm sau của chúng ta. Đó là cái hiện tại vĩnh viễn. Xá Lợi Phất à, quốc gia đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ là bởi vì nơi đó mọi người không có thống khổ, chỉ có mọi sự quang lạc. Thế Tôn nói, nhân loại đã tràn đầy mọi sự thống khổ. Chúng ta đã được sinh ra khôn lớn, sanh, lão, bệnh, tử. Những gì ta muốn không nhất định đều phải có hết. Nếu như cần phải chia tay với người mình thương yêu, và cũng cần phải đối diện với người mình chán ghét, đó cũng muốn nói là sống trong một thế giới đau khổ thì không có cách gì được như nguyện. Ở góc cạnh khác, trong thế giới của A Di Đà Phật không những không có sự đau khổ, hơn nữa lại còn vô số những niềm vui. Cho nên thế giới đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ. Như vậy cái thế giới Cực Lạc Tịnh Thổ đó thực ra là như thế nào? Xá Lợi Phất à, Cực Lạc Tịnh Thổ có 7 tầng thạch thất, 7 tầng châu báu và 7 tầng thú đạo. Và tất cả đều do vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, 4 bảo vật này tạo thành, để biến thành cả một quốc gia sáng rọi lẫn nhau. Xá Lợi Phất à, ở Cực Lạc Tịnh Thổ cũng có 7 ao quý, có ngọn nước trong lành thơm mát không ngừng chảy để cung phụng 8 đại công đức. Ở dưới đáy ao đã phủ đầy những hạt cát bạc. Ấn Độ là một quốc gia nóng và khô ráo. Với mọi người mà nói, những bóng cây mát mẻ và những dòng nước ngon ngọt là những bảo vật rất là trân quý. Cho nên Thế Tôn muốn hình dung mãnh lực của Tịnh Thổ thì trước Ngài nhắc đến cái đẹp của cây và nước để biểu lộ cái tốt của Tịnh Thổ. Thế Tôn còn nói tới 7 tầng thạch thất, 7 tầng châu báu và còn 7 tầng thủ đạo. Chung quanh cái ao
có vàng bạc lưu ly, lại còn những bậc thang dùng pha lê để mà làm thạch. Lên được trên ấy thì có một căn lầu bát ngát. Các lầu cũng là do vàng bạc lưu ly, pha lê, thủy tinh, san hô, mã não, tất cả những trang sức đẹp này tạo thành. Trong ao có hoa sen nở rộ, to giống như là sa luân. Hoa lam, hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng, mỗi một đóa hoa đều phát ra ánh sáng xinh đẹp riêng biệt, và cũng phát ra được mùi hương rất là thanh cao, tao nhã. Tịnh thổ của A Di Đà Phật không giống như thế giới của chúng ta dùng mặt trời để phát ra màu sắc, mà là do tự nó đã phát ra những màu sắc. Xá Lợi Phất à, Cực Lạc tịnh thổ bản chất đã tràn đầy những món đồ đẹp đẽ và thuần khiết. Xá Lợi Phất, ở trong quốc gia của A Di Đà Phật, những âm nhạc du dương phát liên tục không ngừng. Trên mảnh đất màu hoàng kim, mỗi ngày hai lần, Mang Đà La Hoa sẽ rơi xuống giống như là mưa vậy. Những cư dân sống ở nước đó, sau khi bình minh trong lành vừa đến, họ đã dùng tay áo để đón những cánh hoa đẹp này. Sau đó, họ đi biến hoa cho các chư Phật ở nước khác. Sau đó, hiến hoa, thì họ trở về Cực Lạc tịnh thổ. Bước lên trên mảnh đất hoàng kim đó, họ đã đi một cách trầm tĩnh lân cận. Xá Lợi Phất, Cực Lạc tịnh thổ đẹp tới như vậy là một thế giới do tâm nguyện của A Di Đà Phật tạo thành. Và còn Xá Lợi Phất à, ở quốc gia đó lại còn có nhiều giống chim màu sắc sặc sỡ như hoa, thật là đẹp lắm. Có bạch hạc, khổng tước, chim két, xá lợi, chim cao ly và chim cùng mạng. Những con chim này đã không ngừng phát ra những âm thanh cao nhã và rất dễ nghe. Âm thanh đó đã được truyền tới mảnh đất đang được ngộ đạo. Những người sống ở tịnh thổ được nghe âm thanh này, mọi người đều cất tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật Pháp Tăng. Phật là Phật Đà, là người đắc đạo để hướng dẫn chúng sanh. Pháp là giáo đạo của Phật. Tăng là những người tiếp nhận giáo đạo để ngộ đạo. Đây gọi là Tam Bảo. Với những người Phật giáo mà nói, đây chính là ba bảo vật rất quan trọng. Và còn Xá Lợi Phất, ở đây có một vấn đề phải chú ý. Con đừng tưởng là những con chim đó vì kiếp trước đã làm tội mà phải chuyển luân làm súc sanh. Bởi vì ở thế giới Cực Lạc không có những người vì tội mà phải trở thành địa ngục, ác quỷ, súc sanh. Tam ác đạo này, tam ác đạo là một thế giới u mê đáng sợ. Trước hết là địa ngục. Ở đây là những người chết do phẫn nộ, do hận mà gây ra. Để đền tội, họ phải ở đây để tiếp nhận sự thống khổ cực đại của thân xác. Thứ hai là thế giới của ngạ quỷ. Đó là những người tham lam dục vọng, là một thế giới chịu sự đói khát và khổ đau. Cuối cùng là thế giới súc sanh, là thế giới của những người không biết xấu hổ, dùng ân phụ nghĩa. Ở Cực Lạc tịnh độ, cả danh từ súc sanh cũng không có. Dĩ nhiên sẽ không có sự tồn tại của súc sanh. Cho nên nói, những con chim đang bay lượn ở tịnh thổ đều là do A Di Đà Phật đã vì Phật Pháp đã dùng tâm nguyện để hóa thành những đồ vật tràn đầy màu sắc. Đáng lẽ là những con chim súc sanh sao lại có thể ở Cực Lạc tịnh thổ? Đây có lẽ là do Thế Tôn dự liệu những người đương thời sẽ có nghi vấn này, cho nên Ngài mới nói rằng từ câu nói ở trên có thể đoán được cách nghĩ của Thế Tôn. Không những là chim chóc, toàn thể thế giới Cực Lạc đều là một thế giới do tâm nguyện của Phật A Di Đà làm thành. Xá Lợi Phất à,
Ở cảnh giới của cực lạc tịnh thổ, thường có những ngọn gió mát mẻ thổi qua. Khi thổi qua những cây cao và bảo vật, đã tạo ra một tiếng nhạc véo von. Âm thanh đó cơ hồ như là cả trăm ngàn thứ âm nhạc hợp lại mà phát ra. Những người nghe thấy được đều đột nhiên cất tiếng niệm Phật trong lòng, niệm Pháp, niệm Tăng, tu dưỡng tâm tính. Sa Lợi Phất à, thì ra cực lạc tịnh thổ là một thế giới hiền hòa vô hạn như vậy. Cho tới lúc này, Thế Tôn vẫn cứ thuyết dẫn về vẻ đẹp và ánh sáng của thế giới tịnh thổ, đã dùng một thuyết pháp đơn giản dễ hiểu để khai dẫn cho chúng ta thấy một thế giới chân thực chúng ta phải nên truy cầu. Và còn nữa Xá Lợi Phất à, ông cảm thấy thế nào? Đức Phật vĩ đại đó tại sao được gọi là A Di Đà Phật? Xá Lợi Phất, ánh sáng vô hạn của vị Phật đó đã chiếu sáng thập phương các nước và không nơi nào mà không có. Không có bất cứ đồ gì có thể cản trở được. Cho nên mới được gọi là A-di-đà, có nghĩa là vô lượng quang minh Phật. Ngươi hãy nghe đây, từ nay trở đi, ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa. Ngài không thể thiếu tôi được đâu. Im miệng, bây giờ hãy đi ngay, cút ngay. Được, ta không cần sự giúp sức của ngài nữa, ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, Du A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ Quốc Dương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tâu Quốc Dương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà, ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Thưa Quốc Dương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi, thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Thưa Quốc Dương, thằng biết có một vị tu hành có sức thần thông, thần muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài, ngài thấy như thế nào? Chúng ta đều biết rằng á, Quốc Dương là người có quyền hành á, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Ồ, nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của Quốc Vương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư. Tất cả đều do ngươi, mà ta đã làm một việc đại tội, không thể tha thứ được. Tất cả đều là tội lỗi của ngươi, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. Quốc vương lại nói vậy với tôi sao? Hả? Quốc vương đã quên ơn tôi đối với ngài rồi à? Câm miệng đi. Ngươi hãy nghe đây, từ nay trở đi, ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa.
Ngài không thể thiếu tôi được đâu. Im miệng, bây giờ hãy đi ngay, cút ngay. Được, ta không cần sự giúp sức của ngài nữa, ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, Vua A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ Quốc Dương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tào Quốc Dương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà. Ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy, cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Tào Quốc Dương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi. Thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Tào Quốc Dương, thằng biết có một vị tu hành có sức thần thông, thằng muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài, ngài thấy như thế nào? Chúng ta đều biết rằng á, Quốc Dương là người có quyền hành á, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài, quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của quốc vương có lẽ sẽ giải. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục, ngài đừng lo lắng nữa. Nhưng mà khanh có biết ánh sáng đó từ đâu bay tới không? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của quốc vương đã hồi phục. Thì ra là vậy. Tất cả hãy nghe đây, khi nào trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triều Bà, khanh cũng qua đây. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân ông có tội, phụ hoàng ông có tội, nhưng mà phụ hoàng ông đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lọt vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ông đã sám hối bừng tỉnh trở lại. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để cứu được thân xác của vua A Xà Thế. Lần này giải cứu cả tâm hồn của quốc vương. Đề Bà Đạt Đa, đại sư quốc vương đã bỏ rơi chúng ta rồi, hướng về Thế Tôn. Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta biết làm sao đây? Yên tâm đi, quốc vương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không vậy? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Sao lại như vậy chứ? Không cần phải sợ hãi.
trời ơi. Đừng có thô bạo. Đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường. Thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài. Có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng. Ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại. Thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài. Ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Ồ, nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của quốc vương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là Y Sư Triều Bà. Triều Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế. Lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài. Đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà... Quốc vương à, thật sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc vương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người. Một là sám, cái còn lại là hối. Sám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ có lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành người vẹn toàn được. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ rộng mở. Những lời khanh nói khi nãy là những lời mà Đấng Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Khanh nói cũng phải mà. Thưa quốc vương, thần biết có một vị tu hành có sức thần thông. Thần muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài. Ngài thấy như thế nào? Chúng ta đều biết rằng quốc vương là người có quyền hành. Ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường. Thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài. Có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng. Ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại. Thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài. Ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Ồ, nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của quốc vương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng.
Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là Y Sư Triều Bà. Triều Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương à, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người. Một là sám, cái còn lại là hối. Sám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm. Hả? Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Đây, các người làm sao bây giờ? Hả? Làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Nghe nói vậy con phải làm sao đây hả? Sư phụ à, chúng ta địch không lại bọn họ, bây giờ phải làm sao đây? Thật là đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt da nát tan. Sự việc này à, hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người nứt mắt mà nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định người phải chết. Tảng đá sắp rớt rồi, mau núp đi. Thế Tôn hãy cẩn thận, hãy đi. Cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài. Triều Bà. Dạ. Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không. Dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đề Bà Đạt Đa, các người đã nhìn thấy rõ rồi chưa? Hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi. Thế Tôn hãy cẩn thận, hãy đi. Cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài. Triều Bà. Dạ.
Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không, dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đề Bà Đạt đó, các ngươi đã nhìn thấy rõ rồi chưa hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi kìa. Cho dù hắn là người như thế nào đi nữa thì cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hãy nghe theo lời của ta. Ngươi dừng tay. Thưa Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Này Quốc Vinh, hãy mau cất kiếm vào đi. Bất kỳ oán hận và hành vi ác nào cũng không thể làm tổn hại được ta. Đề Bà Đạt Đa, ông đích thực đã làm việc ác, nhưng mà ông càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người nữa. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu. Chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ông rồi. Các ông đều không được ra tay, có biết không? Hả? Hả? Đúng là một con người vĩ đại biết bao. Đây mới chính là thực sự là sư phụ của chúng ta đó. Đi thôi, đi thôi. Sư phụ à, sư phụ, con xin bái ngài làm sư phụ. Các người muốn đi đâu vậy? Đứng lại, đứng lại. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ. Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Thank you.